Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Nóng Đất Việt. Để ủng hộ cho kênh, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Thưa quý vị thân mến, 24 giờ qua có những thông tin nào đáng chú ý? Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mới nhất mà ban biên tập của chúng tôi vừa mới cập nhật. Xôn xao, cô gái lên mạng khoe thẻ đỏ quyền lực của ba nên được đi lòng vòng Hà Nội. Vaccine trách nhiệm. Khởi tố vụ án liên quan đến ca mắc COVID-19 tiếp xúc với nhiều người. Thiếu niên lăng mạ xúc phạm công an tiếp tục bị xử phạt nhiều lỗi. Có tình trạng biến nơi cách ly thành khu nhà vui vẻ. Nhiều người về quê bằng chuyến bay không đồng muốn cách ly ở khách sạn. Xôn xao, cô gái lên mạng khoe thẻ đỏ quyền lực của ba nên được đi lòng vòng Hà Nội. Quý vị thân mến, lên mạng khoe có thể đi vòng quanh Hà Nội dù có chốt, cô gái khiến nhiều người bức xúc khi biết nguyên nhân. Thời gian gần đây, thường xuyên xuất hiện cháu gái, con gái lên mạng khoe nhờ ông ngoại, nhờ ba mà có được đặc quyền mùa dịch vạn người mơ. Dù sau đó, các vụ việc đều được giải thích lý do, những người liên quan cũng được xử lý nghiêm, tuy nhiên vẫn gây bức xúc lớn trong dư luận. Mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao trước đoạn clip của một cô gái khoe vẫn có thể đi vòng quanh Hà Nội dù có chốt là nhờ vào tấm thẻ đỏ quyền lực của ba. Tài khoản TikTok này đã đăng tải đoạn clip khoe rằng tại sao tôi vẫn đi vòng quanh Hà Nội được dù có chốt, đoán xem. Và nguyên nhân được cô gái hé lộ bằng một tấm thẻ màu đỏ. Mặc dù không biết là thẻ của ngành nghề nào, nhưng điều đáng nói đây không phải là thẻ của cô gái này mà là của người thân. Phía dưới đoạn clip, tài khoản được cho là của cô gái này còn bình luận thẻ đỏ quyền lực từ ba. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Dù chưa biết tấm thẻ đó là của ngành nghề nào, song việc cô gái đăng tải những hình ảnh khoe mẽ về việc được ưu tiên đi lại như vậy khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Trong bối cảnh mọi người đều tuân thủ quy định về hạn chế ra đường, thì cô gái này lại khoe mẽ mình có thể đi vòng quanh Hà Nội. Chưa kể đến, cô này còn không thuộc diện được phép ra đường mà chỉ nhờ vào người thân. Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Vaccine trách nhiệm. Quý vị thân mến, cách đây ít ngày, một người bạn của tôi vì nghe được thông tin ở đâu đó rằng tiêm vaccine COVID-19 là bắt buộc và đem câu hỏi này đến tôi. Tôi tư vấn với anh ta rằng lựa chọn đó là quyền công dân, không luật nào bắt buộc được. Nhưng trước khi tôi kịp giải thích thêm, anh đã nói ngay, vậy tôi sẽ không tiêm đồ Trung Quốc. Dù không bất ngờ, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi anh, vậy còn trách nhiệm thì sao? Tôi nói với anh rằng, theo luật thì đúng là quyền lựa chọn thuộc về mỗi người. Tôi rất hiểu cái mà anh đang sợ, rằng trước nay dân mình xài hàng kém chất lượng họ làm, nên bây giờ anh không tin cũng là điều bình thường. Nhưng thời thế thay đổi, xứ đó làm được tàu vũ trụ thì sản xuất vaccine cũng không khó, an toàn thì có chứng nhận rồi. Điều anh đang lo ngại là còn công hiệu, tôi chỉ biết nói rằng chúng ta đang ở tâm dịch, chờ vaccine khác không biết đến bao giờ, còn lúc này không tiêm vaccine giống như dầm mưa chạy xe ngoài đường vậy. Biết là cũng sẽ ướt, nhưng chúng ta thường đều mua một chiếc áo mưa ni lông. Có còn hơn không? Dù thì cũng đỡ hơn là không mặc. Còn nếu dầm mưa, anh có thể bị cảm lạnh. Nhiều khi lại hối hận sao không ráng mua một chiếc áo mưa ni lông. Rồi cũng có thể cơn cảm lạnh đó lây cho những đứa trẻ trong nhà, khiến chúng sốt ly bì. Hóa ra chỉ vì không có cái áo mưa mà lây bệnh cho cả nhà. Với tôi, công hiệu vaccine cũng như chiếc áo mưa trong trời mưa. Chất lượng như thế nào thì cũng đều hơn là không mặc. Nếu từ chối lúc này mà thành F0, cũng sẽ hối hận như không mua áo mưa ni lông vậy. Nếu không may tôi lây căn bệnh này cho người thân hay gia đình bạn bè, và nếu họ có mệnh hệ gì, trong lòng sẽ không bao giờ thanh thản. Dù là loại vaccine nào, ít nhất tôi có thể yên lòng rằng nếu mình là F0, tôi sẽ không gây nguy hiểm cho mọi người như là không tiêm. Trách nhiệm đơn giản chỉ là vậy. Tôi đã nhìn bạn mình ra về, dường như cũng chẳng bớt suy tư hơn khi đến. Tôi chỉ biết hy vọng những lời chia sẻ có thể bớt đi cho anh dù chỉ là một chút hoài nghi. Bất giác, tôi nhớ đến câu chuyện của một cặp vợ chồng được mọi người chia sẻ trên nhóm. Cả hai người đều là F0, nhưng đứa con thì xét nghiệm âm tính. Không có ai trông con để vào bệnh viện điều trị COVID-19. Họ đành ở nhà vừa tự điều trị, vừa phải đảm bảo an toàn cho con. Ngày ngày có đơn vị y tế của phường đến theo dõi, thật là khó khăn. Tôi chỉ mong khi vaccine về đủ, sẽ không còn những hoàn cảnh éo le như thế. Mong sao đến lúc đó, bạn tôi và người thân của anh và nhiều người khác nữa sẽ cảm nhận như tôi, xem mũi hai vaccine như một cách thể hiện trách nhiệm với những người thân yêu của mình.
khởi tố vụ án liên quan đến ca mắc COVID-19 tiếp xúc với nhiều người. Quý vị thân mến, Cơ quan Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 tại xã Quảng Lưu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người xảy ra tại thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương theo điều 295 Bộ luật hình sự. Quyết định đã được gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Trước đó, tại địa bàn xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2 là lái xe container từ tỉnh Bình Dương trở về. Sau khi bệnh nhân này trở về địa phương đã không tuân thủ các quy định về khai báo, cách ly y tế, đã đi nhiều nơi, tiếp xúc gần với nhiều người, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng là rất lớn. Liên quan đến trường hợp nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an huyện Quảng Xương điều tra, xác minh, sớm làm rõ hành vi vi phạm của bệnh nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Về phía Công an huyện Quảng Xương, sau khi tiếp nhận thông tin đã huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng và công an các xã, thị trấn tiến hành các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Quảng Xương đã tiến hành lập chốt cách ly y tế, phong tỏa tạm thời một con ngõ và 7 hộ dân ở thôn Hiền Tây, xã Quảng Lưu để khoanh vùng, khống chế dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng. Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật. Thiếu niên lăng mạ xúc phạm công an tiếp tục bị xử phạt nhiều lỗi. Quý vị thân mến, ngoài hành vi lăng mạ xúc phạm người thi hành công vụ tại Hà Nội, HBL cùng bạn gái còn bị xử phạt các lỗi liên quan đến giao thông trật tự. Chiều nay, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 3.425.000 đồng đối với HBL sinh năm 2003, quê tại tỉnh Phú Thọ, và PTKL sinh năm 2001, quê Thanh Hóa. Trong đó, BL bị Ủy ban Nhân dân phường xử phạt 1 triệu đồng về lỗi ra đường không có lý do cần thiết và 1,25 triệu đồng về hành vi lăng mạ xúc phạm người thi hành công vụ. Cùng với đó, nam thiếu niên cùng cô gái 20 tuổi còn bị Công an phường Thanh Xuân Nam xử phạt về các lỗi liên quan đến giao thông trật tự. Cụ thể, BL bị phạt 925.000 đồng về các lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển kiểm soát, chưa đủ 18 tuổi điều khiển xe có dung tích từ 50cm khối trở lên. Còn KL bị xử phạt 250.000 đồng về lỗi ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 8, thiếu niên này chở bạn gái bằng xe máy đến ngõ 42 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, đã bị lực lượng tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, chứng minh lý do ra đường. Nam thiếu niên này không chấp hành, không mang bất kỳ giấy tờ tùy thân cũng như bằng lái xe, giấy tờ xe máy, còn có hành vi xúc phạm, lăng mạ cán bộ tổ chức công tác. Sau đó, lực lượng công an phường Thanh Xuân Nam đã đưa thiếu niên này về trụ sở để làm việc và lập biên bản. Có tình trạng biến nơi cách ly thành khu nhà vui vẻ. Quý vị thân mến, với lượng công dân về từ vùng có dịch phía Nam Đông, các địa phương tại Nghệ An đang căng sức thực hiện cách ly, giám sát, chặn tình trạng biến nơi cách ly thành khu nhà vui vẻ, nỗi lo từ các khu cách ly tập trung. Ngày 7 tháng 8, ông Hoàng Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, vừa quyết định đình chỉ công tác với ông Nguyễn Trần Chương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn do thực hiện không nghiêm túc công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Ông Chương bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày sau khi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện phát hiện tại khu cách ly tập trung trường mầm non Long Sơn không có người giám sát. Các công dân đi lại tự do, tiếp xúc với nhau, tiếp xúc với người nhà tại cổng khu cách ly và không đeo khẩu trang. Đây là khu vực cách ly tập trung công dân trở về từ các vùng có dịch phía Nam. Thời điểm này, huyện Thanh Chương đã tiếp nhận 754 công dân từ các vùng dịch phía Nam về quê. Số công dân này hiện đang được cách ly tại 64 điểm cách ly thuộc các xã, thị trấn. Quá trình kiểm tra các khu cách ly, chúng tôi phát hiện có những trường hợp chưa chấp hành đúng quy định về cách ly người trở về từ vùng dịch. Thậm chí, có những nơi biến điểm cách ly thành khu nhà vui vẻ, trẻ con, người lớn ra vào tụ tập nói chuyện, tán gẫu với nhau, không đảm bảo quy trình cách ly tiếp xúc. Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương chỉ rõ thực trạng. Thời điểm này, trên địa bàn huyện Thanh Chương ghi nhận 6 trường hợp mắc COVID-19. Mới nhất là 2 trường hợp trở về từ tỉnh Long An bằng xe máy vào ngày 1 tháng 8 trong đoàn 3 người. Ngày 3 tháng 8, khi về đến huyện Đô Lương, 3 người này thuê nhà nghỉ tắm rửa, nghỉ ngơi, đi ăn uống ngoài quán đến chiều 3 tháng 4 mới về trạm y tế xã Cát Văn khai báo y tế.
Hiện hai công dân đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, một nam một nữ, có quan hệ phức tạp nên lực lượng chức năng rất vất vả khi điều tra, truy vết. Trước mắt, chúng tôi đưa hai trường hợp này đi điều trị, còn vi phạm quy định phòng chống dịch đến đâu sẽ xem xét xử lý sau, ông Trình Văn Nhã cho hay. Hiện các địa phương trong tỉnh Nghệ An đang phải căng sức tổ chức cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với công dân là lao động trở về từ các tỉnh phía Nam, bởi đây là nhóm nguy cơ rất cao. Trên thực tế, do những hạn chế về cơ sở vật chất và lực lượng làm nhiệm vụ giám sát quản lý nên đã xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Theo ông Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, hiện địa phương đang tổ chức cách ly tập trung 52 công dân trở về từ vùng dịch phía Nam tại 3 địa điểm là trường tiểu học, trường mầm non và trạm y tế xã. Trong số 52 công dân này có 11 trường hợp trở về từ Bình Dương mắc COVID-19. Có 3 cán bộ làm nhiệm vụ tại khu cách ly trường mầm non bị lây nhiễm, bao gồm một bảo vệ trường học, một công an và một phó chỉ huy quân sự xã. Ngành chức năng cũng đã xác định được 22 trường hợp F1 và hơn 200 F2, ông Nguyễn Hữu Sáu thông tin. Nhiều người về quê bằng chuyến bay không đồng muốn cách ly ở khách sạn. Quý vị thân mến, từ vùng dịch về quê bằng máy bay miễn phí, song một số người không hợp tác để về khu cách ly tập trung mà chờ người thân tới đón hoặc đề nghị được cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo việc đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Nội dung báo cáo nêu việc một số công nhân ngay khi xuống tàu bay đã không chịu hợp tác lên xe để về khu cách ly y tế tập trung mà có ý chờ người nhà ra đón, gây mất thời gian cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, một số công dân khác khi về đến khu cách ly y tế tập trung đã đề nghị được cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ, nhưng không chịu khai báo thông tin về nhân thân nhằm trốn tránh khỏi khu cách ly y tế. Việc báo cáo nhằm phối hợp với các bên liên quan làm tốt việc đưa đón công dân về quê, đảm bảo phòng chống dịch. Sở có nhiệm vụ chở công dân từ sân bay về khu cách ly, có xe cảnh sát dẫn đường, còn việc người dân muốn cách ly ở khách sạn, nhà nghỉ phải đề xuất, đăng ký với ngành chức năng của tỉnh để có phương án, đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh thông tin. Trong văn bản, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến chỉ đạo đơn vị liên quan cung cấp danh sách công dân cho hãng máy bay trước 24 giờ theo yêu cầu để đảm bảo việc phối hợp, bố trí lực lượng đón người tại sân bay Vinh. Đối với các công dân có nhu cầu cách ly tại nhà nghỉ, khách sạn, phải lập danh sách cụ thể để bố trí phương tiện vận chuyển trước khi lên máy bay. Các trường hợp không kịp lập danh sách thì vận chuyển về khu cách ly tập trung, sau đó xem xét giải quyết. Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh cũng yêu cầu lực lượng liên quan có giải pháp tăng cường quản lý. Công dân xuống tàu bay chỉ được sử dụng phương tiện xe buýt để di chuyển về Hà Tĩnh. Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, với các trường hợp trên, ngành chức năng sẽ tuyên truyền, vận động. Còn nếu họ không thực hiện theo quy định về cách ly, sẽ phải xử lý nghiêm. Còn theo ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, những tồn tại ở chuyến bay đầu tiên đã được chấn chỉnh. Sở đang phối hợp với Hội đồng Hương các tỉnh phía Nam tiếp tục đưa công dân từ vùng dịch về quê theo nguyện vọng trên những chuyến bay còn lại, ông Lạc nói. Hôm 6 tháng 8, hai chuyến bay chở gần 400 công dân Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã hạ cánh xuống sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là hai trong năm chuyến bay tỉnh hỗ trợ đưa người về quê trong tháng 8 này. Những trường hợp ưu tiên về quê trên chuyến bay không đồng này là người bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật, người lao động thất nghiệp, bị dừng việc dài ngày, công dân vào thăm thân nhân, khám bệnh, giải quyết công việc bị mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.